Chào ông ạ, xin ông chia sẻ một chút về cơ duyên và ý tưởng nào đưa Long TV đến sản xuất một story những quỷ sinh học được. Vâng, thì trước hết thì chúng tôi cũng là một cái nhà doanh nghiệp để làm về lĩnh vực nội dung số, và chúng tôi cũng đang rất muốn là song song với cái việc tạo ra những cái sản phẩm về công nghệ cho cái ngành nội dung số thì chúng tôi trực tiếp tham gia vào vấn đề sản xuất nội dung. Đấy, và cái cơ duyên mà tôi đến với cái series phim trong tập này là đi từ cái khát vọng mà cách đây 4 năm tôi có chia sẻ với ông Lê Hồng Giang rằng chúng ta phải cố gắng học tập các cái doanh nghiệp Hàn Quốc. Họ đã làm được cái việc đó là họ vừa bán được nội dung số, vừa bán được phim mà họ lại vừa được quảng bá được cái văn hóa đất nước và con người và các sản phẩm Hàn Quốc. Đấy là một điều chúng ta phải học hỏi họ. Đấy chính là cái lý do chính để chúng tôi sản xuất cái nội dung phim này. Hiện nay có rất là nhiều phim về chủ đề học đường, đây là một chủ đề không hề mới. Thì ông có thể bật mí một chút là cái bộ story của mình về 500 tập đấy thì có cái điểm gì độc đáo và ấn tượng để có thể đủ sức thu hút trẻ? Cái điểm độc đáo của cái series 500 tập phim Những Quỷ Sứ Học Đường này nó nằm ở cái chiến lược của chúng tôi, đó là chúng tôi làm phim theo hình thức xã hội hóa. Xã hội hóa ở đây là từ cái khâu kịch bản đến khâu tổ chức sản xuất đấy và đến khâu phát hành. Chúng tôi xã hội hóa một cách toàn phần. Từ kịch bản thì chúng tôi đã liên tục và sẽ còn liên tục tổ chức những cái cuộc thi để cho chọn lọc ra những kịch bản, và những kịch bản đó phải xuất phát từ chính những em học sinh. Các em không phải là những nhà viết kịch bản chuyên nghiệp, nhưng để mà nói là các em có thể kể những câu chuyện về cái cuộc sống của các em ấy, hàng ngày các em đến trường ra làm sao, đến lớp như thế nào, gặp cô, gặp thầy, gặp bạn, gặp các cái bối cảnh của chính bản thân mình như nào, kể về câu chuyện của chính bản thân những học sinh đó, thì các em hoàn toàn làm được cái việc kể chuyện. Và chúng tôi sẽ có những cái bộ phận biên tập lại những cái kịch bản đó để ra đời những cái tác phẩm là những cái bộ phim như này. Đó chính là những cái cách làm mới của chúng tôi mà chưa đơn vị nào làm theo hình thức xã hội hóa, theo hình thức từ kịch bản như thế. Thì đó chính là một cái sự mới mẻ, nó sẽ không bị giới hạn bởi cái sự sáng tạo của một hay hai nhà viết kịch bản, mà nó là được hàng nghìn em tham gia vào cái vấn đề hình thành cái kịch bản đó, bởi vì nó rất là mới, nó rất là sáng tạo. Và cái điều đặc biệt nữa là chúng tôi làm phim trải dài từ Bắc chí Nam đi qua miền Trung, đó chính là một cái nét mới nữa mà chúng tôi muốn qua cái series 500 tập này chúng tôi quảng bá được cái văn hóa của những cái vùng miền khác nhau của đất nước Việt Nam. Và cái cách của các em học sinh ấy, sinh hoạt cũng chính là những cái điển hình nhất về văn hóa, với đời sống gia đình, đời sống xã hội, đời sống nhà trường. Đấy, và đặc biệt nữa là chúng tôi muốn quảng bá cái văn hóa du lịch của người Việt Nam và những cái sản phẩm Made in Việt Nam. Xin ông chia sẻ một chút là trong năm nay thì Young TV ngoài cái dự án này còn kết hợp dự án với điện ảnh nào nữa không? Chúng tôi có phim điện ảnh là Nhân Duyên Anh Mãi Bên Em, là phim điện ảnh sẽ chiếu trên các cái rạp chiếu bóng cinema vào tháng 9 năm nay, có nghĩa là khoảng hơn 2 tháng nữa. Vâng. Ông xin chia sẻ một chút về cái link phát sóng cái story phim Những Quỷ Sứ Học Đường. Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình gọi là thương lượng với cả các cái nhà phát hành về mặt sóng, nghĩa là các đài truyền hình, và chúng tôi sẽ cố gắng ra mắt cuối tháng 9 năm nay. Còn ra mắt trên các nền tảng số thì song song với việc phát hành sóng.